thể ngăn cản từ Thanh Thuận. Điểm số thứ 19 cho đội tuyển Việt Nam. Dọc biên của Pha Hằn. Set đấu thứ nhất đang trôi về những điểm số cuối cùng. Và đây là lúc mà chúng ta cần phải giữ được sự tập trung, tuyệt đối hạn chế những sai lầm. Bước một ổn. Pha xử lý rất hay. Trong một set đấu mà Ngọc Thuần đang là một trong số những ngôi sao sáng nhất trong bộ áo đỏ. Không chỉ chắn bóng, không chỉ có những cú đập mạnh mẽ, mà còn có cả những pha xử lý tinh tế nữa. 20-17, khoảng cách 3 điểm được tái lập và còn 5 điểm nữa. Đội tuyển Việt Nam sẽ có được chiến thắng trong set đấu thứ nhất. Bóng là Duy Tuyền. Ngoài rồi. Một tình huống định phát với điểm rơi hiểm hóc của Duy Tuyền. Nhưng bóng ngoài một khoảng tương đối xa. Fikri đã được rút ra. Từ Thanh Thuận bị chắn lại. Đó là bài tấn công đang dần bị Indonesia bắt được. Chắn đôi của Pha Hằn và Henanda. 19-20, khoảng cách chỉ còn một điểm thôi. Rất hay. Số của Ngọc Hoàng muốn đánh nhanh. Kết nối là rất tốt giữa Đinh Văn Suy và Vũ Ngọc Hoàng. Lập tức có những điều chỉnh và không tiếp tục đẩy bóng ra vị trí số 2 để từ Thanh Thuận đập nữa. Trong trận đấu này thì những tình huống đánh nhanh của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cũng đang phát huy được hiệu quả. Bóng tuyệt vời. 22-19 cho Việt Nam. Trước đó là một tình huống thủ tốt. Và trong pha tấn công tiếp theo thì Anga đã không thể vượt qua được chắn đôi của đội tuyển Việt Nam. Chắn đôi của Ngọc Hoàng và Từ Thanh Thuận. Ba điểm nữa. Ba điểm là khoảng cách giữa đôi bên và cũng là khoảng cách giữa chiến thắng trong set đấu thứ nhất và số điểm hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Cứu được. Không được rồi. Đã không thể tấn công cho Từ Thanh Thuận. Chúng ta xác định đó là pha bám chắn không thành công của Ngọc Huân. Bóng đã rơi xuống phần sân của đội tuyển Việt Nam. Rất mạnh của Pha Hằn. Bắn thẳng vào người Dương Văn Tiền. Tiếp tục là những tình huống nhảy phát bóng của Pha Hằn. Pha Hằn đã mang về 2 điểm từ những tình huống nhảy phát bóng của mình. Và anh phát bóng đúng vào vị trí của số 7 bên phía Việt Nam. Văn Nam vừa mới vào sân. Không khác là mấy so với quả phát trước đó.
cú phát bóng quá giá trị của Pha Hằn. Đó là điểm số cho Việt Nam. 23-22 sau pha ghi điểm của Ngọc Quân. Những đồng đội bạn đã có thể chắn được. Bóng đã vượt sang phần sân của Indonesia. Ngọc Quân vừa mang về một điểm số rất quan trọng. Số 17 có lẽ là đã quyết định phát hiện hơn, nhưng vẫn hỏng. Vẫn hỏng. 23 đều. Rất hay. 24-23 cho đội tuyển Việt Nam. Và đây là set point. Điểm số của Ngọc Hoàng. Rất cố gắng nhưng đã không cứu được đường bóng vừa rồi. Áp lực tránh những tình huống phát hỏng đâu đó cũng sẽ khiến cho các vận động viên của chúng ta có những tình huống phát hiền hơn, dễ hơn và không khó để cho đội bạn điều chỉnh bước một. Hai mươi bốn đều. Ít phút vừa qua thì chuyền hay Indonesia là Ninja. Bây giờ Ninja được rút ra. Sufikri đã trở lại. Không được. Trước đó là một nỗ lực rất đáng khen của Libero Duy Phúc, nhưng chừng đó là chưa đủ. Không đủ để ngăn cản Indonesia tấn công. Và có thêm một tình huống đập bóng nữa. Thêm một điểm số của Rivan. Và bây giờ là cơ hội dứt điểm xét đấu cho Indonesia. Cái đầu lạnh để không mắc phải những sai lầm, đặc biệt là trong tình huống phát bóng hay bước một ở thời điểm quyết định. Đó luôn là một điểm mấu chốt. Và chúng ta kỳ vọng rằng ở tình huống này các trò của đội tuyển Trần Đình Tiền sẽ có thể bắt bước một ổn và sau đó tấn công ghi điểm gỡ hòa tỷ số 25 đều. Zulfikri. Từ Thanh Thuận đã cân bằng tỷ số 25 đều cho đội tuyển Việt Nam. Rất mượt từ bước 1 tới đường chuyền sau đầu và pha kết thúc của Từ Thanh Thuận. Hiệp phút rất căng thẳng. Cho Indonesia. Rivan vẫn là một mũi tấn công rất lợi hại của Indonesia. Fari. Vẫn còn. Sẽ là một cơ hội nữa cho Từ Thanh Thuận.
26 đều. Bóng khá hay. Chắn bóng tuyệt vời và đó là 27-26 cho đội tuyển Việt Nam. Duy Tuyến là người đã chắn được tình huống tấn công vừa rồi của Pha Hàn. Bóng ra ngoài rồi. Quá đáng tiếc cho Dương Văn Tiên. Ngoài rất xa. Vẫn là điểm số của Từ Thanh Thuận. Đúng trước đó là một tình huống bước một có phần không giữ ổn của Văn Tiền. Từ Thanh Thuận đang rất cháy với những điểm số cực kỳ quan trọng và đẩy áp lực về phía Indonesia. Không được. Vẫn là những đường truyền ra vị trí số 4 và thêm một điểm nữa cho chủ công Pha Hàn. Ngọc Hoàng và Đinh Văn Duy đã không chắn được Pha Hàn ở tình huống vừa rồi. Và phát bóng rất quái từ phía Indonesia. Huống phát mạnh như những gì mà Ngọc Huân chờ đợi. Pha Hàn đã quyết định phát hơi lỏng một chút và nó đã tạo ra bất ngờ. Tiếp tục là Rivan, lần này mới là một cú phát bóng uy lực. Từ Thanh Thuận bị chắn lại và đó là điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất. Trận đấu rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Lần này thì Pha Hàn và Henanda đã ngăn cản được Từ Thanh Thuận. Indonesia tỏ ra xuất sắc hơn